Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Bú Lúa. Đã lâu lắm rồi thì mình mới trở lại YouTube. Bởi vì là sau khi mà đi nghỉ hè về á thì mình cũng không có đi đâu hết, cho nên là mình nói chung là mình cũng hơi làm biếng nữa. Và thời gian vừa qua thì mình cũng bắt đầu viết vlog, cho nên là mình không có thời gian để làm vlog nhiều. Thì trong cái vlog quay trở lại ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái bí quyết mà không phải là bí mật để cho da mình ngày càng đẹp hơn. Thì trong khoảng một tháng gần đây á, ngày nào mình cũng tập thể dục, mình cũng uống nước nhiều hơn, ăn rau nhiều hơn, thì mình thấy là cái làn da của mình nó đã cải thiện rất là đáng kể. Thì một lần nữa nó khẳng định một điều là khi mà mình có một cái lối sống lành mạnh á, thì rất là nhiều thứ trên cơ thể mình nó sẽ được cải thiện, trong đó có làn da. Cho nên là mọi người muốn muốn mà có một làn da đẹp á, thì trước tiên là mình phải chăm sóc sức khỏe của mình thiệt là tốt. Những cái sản phẩm dưỡng da á, thì nó chỉ là bổ trợ cho cái việc mà chăm sóc cho da mình thôi, nó không phải là một cái yếu tố chính để có một làn da đẹp. Trong video ngày hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người các cái bước mà mình làm để dưỡng da, để giúp cho da của mình được đẹp hơn, cũng như các cái sản phẩm mà mình đang dùng. Thường thì mình khi mà mình quay các cái vlog khác á, thì lâu lâu mình cũng được nhận các cái lời khen là da của mình đẹp, nhưng mà thực tế ra thì da của mình cũng bình thường, không có đẹp lắm. Ví dụ như mình đứng ở khoảng cách như thế này á, thì mọi người sẽ khó mà nhìn ra được các cái khuyết điểm trên da của mình. Nhưng mà khi mình lại gần hơn đó thì mọi người sẽ thấy là da mình nó cũng có những cái nốt nhỏ nhỏ này nè, nốt mụn á, thì cái này không phải là lúc nào cũng có, mà là thỉnh thoảng nó cũng sẽ bị nổi lên. Rồi thứ nhì nữa là da mình nó cũng có lỗ chân lông khá là to nè đó. Và cái thứ ba nữa là mình trên 30 tuổi á, cho nên là khi mà mình đi ra nắng mà mình không có che chắn cẩn thận, không có thoa kem chống nắng cẩn thận á, thì mình cũng có những cái đốm nâu như thế này. Nhưng mà thiệt ra thì nó cũng không phải là cái vấn đề gì lớn lắm đối với mình. Những cái khuyết điểm này ở tuổi trên 30 thì nó cũng khá là bình thường. Mình cố gắng sống lành mạnh và chăm sóc kỹ một chút thì nhìn nó cũng ok, không có vấn đề gì hết. Thì bước đầu tiên mà mình thường làm á, là mình tẩy trang. Thì cái sản phẩm tẩy trang mà mình đang dùng đây á, là cái nước micellar cleansing water. Thì cái này nó 40 ml, mà mình mua á, thì khoảng là gần 200.000, thì nó rất là rẻ. Thì cái này nó được đánh giá cũng khá là cao, khoảng chừng 8 trên 10 điểm, xét về chất lượng cũng như là giá cả. Mình thì mình không có trang điểm, ngày hôm nay mình cũng không dùng kem chống nắng luôn, nhưng mà lúc nào thì mình cũng sử dụng cái này để mà lau sạch cái mặt mình trước khi mà mình sử dụng sữa rửa mặt, để cho những cái bụi bẩn ở trên da nó được sạch sâu hơn. Cái môi của mình á, nhìn nó hơi có màu, tại vì lúc nãy mình mới ăn món có nhiều nghệ. Cái loại nước tẩy trang này á, nó rất là dịu nhẹ, và khi mà dùng á, mình không cần phải rửa lại bằng nước luôn. Thì bước tiếp theo á, là mình sẽ rửa mặt. Thì hiện nay cái sản phẩm rửa mặt mà mình đang dùng á, là cái sữa rửa mặt hoa cúc của Kiehl's. Thì cái này mình dùng rất là lâu rồi, kiểu như là 3, 4, 5 năm gì đó. Thì tại vì mình dùng rất là thường xuyên nên mình mua luôn một lọ nửa lít. Thì ở trong cái video này á, vì mình không có nhớ giá được mẫu sản phẩm, cho nên là sau khi xong video á, thì mình sẽ để cái giá ở dưới phần bình luận cho mọi người tham khảo. Trước tiên là cái mặt mình thì nó đang ướt sẵn rồi, cho nên là mình lấy một ít sữa rửa mặt mình tạo bọt, xong rồi mình thoa lên. Sau đó là mình dùng cái máy rửa mặt của Foreo. Cái máy này là máy Foreo 3.
này á, thì nó sẽ rung trong vòng 1 phút. Và cứ mỗi 15 giây á, thì nó sẽ ngắt để mình biết là đã hết 15 giây. Và nó sẽ có 4 lần 15 giây, có nghĩa là 1 phút. Nhưng mà và mỗi phần á, thì nó sẽ dùng để rửa một phần. Ví dụ như là đầu tiên là sẽ đây nè, đây nè, đây đây. Nhưng mà tại vì mình muốn rửa sạch hết cả khuôn mặt á, cho nên là mình không có đi theo cái tiết rung đó. Rồi, sau khi mà rửa mặt xong á, thì mình sẽ dùng khăn và thấm khô. Rồi, sau đó thì mình bắt đầu dưỡng da. Sau khi mà rửa mặt sạch xong á, thì mình sẽ bắt đầu dưỡng da. Và cái bước đầu tiên bao giờ cũng là toner. Và cái loại toner mà mình đang dùng đây á, là toner hoa cúc của Kiehl's. Thì cái lý do mà mình dùng rất là nhiều sản phẩm của Kiehl's hay là Kiehl's là tại vì da mình là da nhờn, hỗn hợp thiên dầu nhạy cảm. Cho nên là cái dòng này á, thì nó rất là phù hợp đối với mình. Da mình nó nhạy cảm, kiểu như là mỗi lần mà mình rửa mặt xong á, thì thường cái da mặt nó sẽ bị kích ứng, kể cả là với nước. Cho nên là khi mà dùng bất cứ cái gì thì mình cũng đều chọn là những cái sản phẩm nó dịu nhẹ. Thì toner thì mình thoa lên một cái miếng bông như thế này và mình thoa đều khắp mặt, thoa xuống cổ luôn. Rồi, bước tiếp theo đó là serum. Thì serum hiện nay á, mà mình dùng á, là mình đang dùng rất là nhiều loại. Thì cái loại mà mình đang rất là thích á, là cái loại vitamin C dạng viên nén của Bali hay gì đó. Đó, đây là cái tên thương hiệu nè. Thì cái này mình mua ở Đức. Lâu rồi thì mình không có đi Đức được, cho nên là mình đã nhờ chị Hợp Vlog. Chị Hợp Vlog vừa rồi là chị đi Đức, nên là mình nhờ chị mua giùm cho mình để dành dùng dần. Và cái loại serum tiếp theo nữa mà mình đang dùng á, là cái Niacinamide 10% và Zinc 1% của The Ordinary. Cái này thì nó cũng rất là rẻ, khoảng 200 mấy cho 30ml. Và nó rất là phù hợp với da mình luôn. Nhất là nó làm kiềm dầu nè, thứ hai là thu nhỏ lỗ chân lông nè, thứ ba nữa là giúp da đều màu nè, thứ bốn nữa là cũng giúp cho trị mụn, cho những cái mụn mà cái mức độ mụn giống như da mặt mình đây, là những cái mụn nhỏ li ti á, chứ còn mụn mà bị nặng hơn á, thì mình phải tìm tới các cái sản phẩm mà nó chuyên về trị mụn hơn. Đó, cái này mình dùng mình thấy rất là thích, giá thì rẻ mà tác dụng thì cũng khá là nhanh. Cho nên mỗi khi mà da mình có những cái nốt mụn như thế này á, thì mình sẽ dùng cái serum này. Vào buổi sáng á, thì mình sẽ dùng vitamin C, còn buổi tối thì mình dùng cái này. Tại vì là cái sản phẩm này á, thì mình tránh dùng chung với vitamin C. Mình ngồi ở đây á, bởi vì mình đang quay buổi tối cho nên là cái ánh sáng nó không được tốt cho lắm. Mình không có cái đèn giống như các beauty blogger có nguyên một cái dàn đèn để cho nhìn nó lung linh rực rỡ. Thì mình không có, mình chỉ dùng cái đèn trên nhà mình thôi. Rồi, sau khi thoa serum xong á, thì bước tiếp theo là mình cũng sẽ dùng một cái loại serum khác nữa. Thì cái serum này á, là nó để cấp ẩm. Trước đây á, thì da mình nó không có bị khô nhiều, nhưng mà bước qua tuổi 30 á, thì nó bắt đầu nó bị khô trông thấy rõ á. Cho nên là nếu bạn nào mà kiểu da mà nhờn á, thì cũng vui mừng, tại vì đó là dấu hiệu da mình chưa có bị lão hóa nhiều. Những người mà có da nhờn á, thì cái làn da của họ nó sẽ được trẻ hơn những người có da khô. Những người da khô thì họ phải cấp ẩm rất là nhiều. Thì cái viên serum này á, thì cái màu xanh là để cấp ẩm nè, màu cam á, là vitamin C nè, màu hồng hình như là chống lão hóa, màu vàng là có Q10
gì đó rất là nhiều, nhưng mà mình thích nhất á là cái vitamin C và cái cấp nước này, cho nên là mình chỉ gửi chị Hợp mua hai loại này thôi. Và cái thứ ba nữa mà mình cũng rất thích ở cái serum này á là cái serum dành cho mắt. Và đặc biệt là mình rất chú trọng dưỡng cho cái da vùng cổ, tại vì là mọi người thấy này, mình có những cái này người ta gọi là gì, ngắn cổ, cổ cao ba ngắn đây, là phú quý giàu sang gì đó không biết, mà nhìn á thì nó giống như là mình bị nhăn da sớm á, cho nên là mình rất là chú ý mình giữ cái vùng da cổ này đó. Một cái loại serum cũng của cái hãng này luôn á, là serum dành cho mắt đó, cái này dùng rất là sướng. Nhưng mà trong video ngày hôm nay á, thì mình sẽ dùng kem mắt của kem mắt bơ của The Kiehl's luôn. Cái này thì mẹ mình cũng đang dùng và cũng rất là thích. Khi mà mình càng lớn tuổi lên rồi á, thì mình càng phải chăm sóc kỹ hơn, như lúc mà mình 25 tuổi á, thì những cái này mình không có cần thiết. Nhưng mà thiệt ra là từ 25 tuổi á, thì là mình đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa rồi. Cho nên là ngoài dưỡng da ra là mình còn phải uống bổ sung thêm vitamin nữa, uống vitamin tổng hợp nè, uống canxi để sau này da đỡ bị còng lưng nè, uống C để cho da nó sáng ra từ bên trong. Rồi, và bước tiếp theo nữa là mình dùng cream, cái này là để dưỡng ẩm. Thì thông thường á, toner là người ta nói là sẽ có tác dụng là làm cân bằng độ pH, rồi chuẩn bị tốt hơn cho làn da để thẩm thấu những cái bước tiếp theo. Serum là cái bước mà giống như là bước trị liệu á, ví dụ mình có bất kỳ một cái vấn đề nào của da thì bước serum chính là cái bước mà giải quyết cái vấn đề đó. Ví dụ như mình bị mụn thì mình sẽ dùng serum trị mụn, mình bị nám thì mình sẽ dùng serum trị nám. Và cái bước tiếp theo đó là bước cream á, thì là bước dưỡng kem á, thì là thường là để dưỡng ẩm cho da. Thì cái làn da của mình nó đẹp hay không á, nó tùy thuộc rất là nhiều vào cái độ ẩm. Và cái bước kem này á, chính là cái bước thực hiện cái nhiệm vụ đó. Và cái kem mà mình đang dùng đây á, cũng là cái dòng hoa cúc của Kiehl's luôn. Thì trong cái các sản phẩm dưỡng da của mình á, thì nó sẽ có ba sản phẩm tới từ Kiehl's và cũng là dòng hoa cúc luôn. Thứ nhất là sữa rửa mặt như mọi người đã thấy này, cái thứ hai nữa là toner này, và cái thứ ba nữa là cái cream này thì dùng rất là thích. Nói chung á, thì mình rất là lười biếng trong việc dưỡng da chứ mình không phải là siêng đâu mọi người, nhưng mà khi mà dùng những cái sản phẩm này á thì mình thấy rất là thích, tại vì nó rất là mỏng nhẹ, nó không có làm mình cảm thấy là bị nhờn dính á, cho nên là khi mà thoa lên mình rất là thích. Và đặc biệt cái kem này thì nó cũng rất là thơm nữa, mình cũng giới thiệu cho vài chị em rồi và hầu hết mọi người đều rất là thích, và kể cả những người có những cái làn da rất là nhạy cảm luôn thì người ta cũng dùng không có vấn đề gì hết. Thơm quá. Và bước cuối cùng là mình sẽ dùng dưỡng môi, như cái này trong video trước mình cũng nói rồi á, là mình rất là thích luôn, và mình sẽ dùng như vậy là xong các bước dưỡng da. Khi mà dưỡng da xong á, mọi người có thấy là nhìn nó bóng bóng bóng, mình có vẻ đẹp hơn không? Nhưng mà như như đầu video mình đã show cho mọi người xem rồi đó, thì da mình cũng có rất là nhiều khuyết điểm. Và nếu mà mình siêng thêm nữa thì mình sẽ dùng cái máy rửa mặt này để mà mình massage cho da. Thì cái máy rửa mặt này là máy Lunaba, và từ dòng thứ ba thì nó có cái app dùng chung với cái máy này luôn. Thì nó có chế độ cái Luna 2 hay là Luna, thì nó cũng có một mặt là để rửa, còn một mặt là để massage. Nhưng mà từ Luna 3 thì nó có cái app đi kèm nữa, thì mình bấm vào đó thì nó sẽ có những cái chế độ để massage da mặt,
để chống nhăn vùng miệng nè, chống nhăn vùng mắt nè, rồi massage cổ để chống nhăn cổ và để có V-line nữa. Thì mọi người có thể tham khảo cái máy này. Thì mình thấy á, khi mà cái máy này thì mình được bạn của mình giới thiệu để sử dụng và nó làm sạch rất là tốt. Từ khi mà dùng cái máy này á, thì mình không có bị mụn ẩn nữa, không có bị mụn đầu đen ở mũi nữa, nó được giảm đi rất là nhiều. Thì mình cũng rất là khuyến cáo mọi người, nếu mà mình có điều kiện thì mình có thể đầu tư cái máy này để dùng. Nó có rất là nhiều công dụng tốt. Cái lý do mà mình làm cái video ngày hôm nay á, là để mình lôi kéo nhiều chị em phụ nữ vào coi kem của mình hơn. Tại vì hiện tại á, thì mình không biết lý do gì mà là kem của mình đang có nhiều người nam coi hơn người nữ. Có thể là mình cái chủ đề của mình nó hấp dẫn đối với nam hơn nữ, hoặc là cũng có thể hiểu là người nam thì có nhiều thời gian để xem YouTube hơn là nữ, mình cũng biết. Nhưng mà trong cái nỗ lực lôi kéo chị em vào kênh coi kênh của mình nhiều hơn, thì ngày hôm nay mình đã thực hiện một cái video dành cho chị em, là video chăm sóc da. Và mình hy vọng là những cái sản phẩm mà mình chia sẻ thì đương nhiên là không có liên quan gì tới quảng cáo hết, tại vì kênh của mình là kênh rất là nhỏ, không có nhãn hàng nào mà nó liên hệ với một kênh nhỏ như thế này để đặt quảng cáo hết, nên là chị em yên tâm. Những cái sản phẩm mà mình đang dùng đây á, là đều là những sản phẩm mà mình rất là thích và mình dùng cũng rất là lâu năm rồi, cũng là 3-4 năm trở lên rồi. Thì trong các cái sản phẩm mình dùng á, thì chỉ có tẩy trang và serum á, là mình thường xuyên thay đổi, tại vì là tùy theo cái tình trạng da của mình mà mình sẽ dùng một cái loại serum nào đó nhất định. Chứ còn cái sữa rửa mặt toner và cream á, thì mình đã dùng rất là lâu năm rồi, mình cũng thử rất là nhiều loại rồi, và cuối cùng thì mình cũng chỉ quay về với các sản phẩm của Kiehl's thôi. Trong cái sản phẩm của Kiehl's thì nó có một cái dòng kem nữa, đó là kem, cái này á, là kem cũng là dưỡng ẩm và nó là best seller, đó là sản phẩm bán chạy nhất của nhãn hàng này luôn, cho nên là nó cũng rất là đáng thử. Và mình mua về và mình thử cái này, mình cũng rất là thích cái này á. Thì một người bạn thân của mình là da khô dùng cũng hợp, mình là da hỗn hợp thiên dầu nhạy cảm dùng cũng hợp luôn. Phải nói là những cái sản phẩm của Kiehl's thì hầu như là nó rất là lành tính. Thì cái kem này nó cũng rất là tốt, mọi người cũng có thể tham khảo và dùng. Ngoài hai cái loại kem của Kiehl's ra đó, cái kem hoa cúc và kem dưỡng ẩm này á, thì mình mới gần đây á, thì cái này mình cũng coi trên YouTube và mình học từ các beauty blogger. Thì cái bình kem này á là của, gọi là Sisa Plus B5 của La Roche-Posay. Cái này giá rất là mềm, nó khoảng chừng 300.000, trên dưới 300.000 một chút. Và dùng á, đúng ra ngày hôm nay mình phải dùng cái kem này, tự nhiên mình quay mất tiêu. Thì cái da mình nó đang bị những cái mụn nhỏ 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 nhỏ, thì bởi vì da mình là da nhạy cảm và nó hiện những cái mụn nhỏ nhỏ này rất là thường xuyên luôn. Chỉ cần thời tiết thay đổi thôi là mình cũng đã bị nổi những cái mụn nhỏ li ti này rồi. Thì cái sản phẩm này á, nó là một cái thương hiệu của Pháp, nó là dược mỹ phẩm của Pháp và nó cũng rất là lành tính, và nó được dùng để làm dịu cho da sau khi trị mụn nè, hoặc là sau khi trị nám nè, thì cái da, cái kem này dùng rất là tốt và mình dùng mình thực sự là thấy nó có hiệu quả trên da mình luôn. Cho nên là nếu chị em mà có thấy ở đâu bán mà mình có thể mua về được á, thì mua về dùng thử. 300.000 cho 40ml thì nó cũng khá là ok, không có mắc lắm đó cái này nha. Thì tất cả những sản phẩm trong video ngày hôm nay mình sẽ để ở dưới phần bình luận. Nếu mà chị em có bất cứ cái sản phẩm nào tốt á, thì mình rất là mong chị em cũng giới thiệu lại cho mình để mà có qua có lại chứ, đúng không? Mình hy vọng là chị em đã thích video của mình ngày hôm nay. Và nếu mọi người cảm thấy là có vấn đề gì trong chu trình dưỡng da của mình nó không có đúng á, thì mình cũng rất mong là chị em sẽ góp ý cho mình để cho cái việc chăm sóc da của mình nó ngày càng hoàn thiện hơn và tụi mình đều có một làn da đẹp.
hơn trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại chị em ở những video tiếp theo.